Ngày 21 tháng 7, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Sơn La phối hợp với Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tổ chức hội thảo xin ý kiến vào dự thảo đề án phát triển sản phẩm ô cốp tỉnh Sơn La giai đoạn 2022-2025 định hướng đến năm 2030. Sau hơn 4 năm triển khai chương trình ô cốp, đến nay toàn tỉnh Sơn La đã công nhận được 110 sản phẩm ô cốp đạt từ 3 sao trở lên, trong đó có một sản phẩm 5 sao, 51 sản phẩm 4 sao và 58 sản phẩm 3 sao. Dự thảo đề án phát triển sản phẩm ô cốp tỉnh Sơn La giai đoạn 2022-2025 đặt ra mục tiêu đến hết năm 2025, toàn tỉnh Sơn La có ít nhất 280 sản phẩm ô cốp đạt tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên, có ít nhất 100 sản phẩm đạt 4 sao, có từ 3 đến 4 sản phẩm có tiềm năng đạt 5 sao, có từ 15 đến 20 sản phẩm ô cốp của tỉnh xuất khẩu ra nước ngoài. Củng cố và nâng cao chất lượng các sản phẩm đã được đánh giá xếp hạng trong giai đoạn 2019-2022, phát triển mới các sản phẩm ô cốp để đảm bảo các xã đạt chuẩn nông thôn mới trong giai đoạn 2022-2025 có ít nhất một sản phẩm được đánh giá xếp hạng từ 3 sao trở lên, duy trì và nâng cao chất lượng các hợp tác xã tham gia chương trình ô cốp, phát triển mới 20 đến 25 hợp tác xã tham gia chương trình ô cốp một năm, chuyển đổi 50% các hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh là tổ hợp tác các hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh tham gia chương trình ô cốp thành hợp tác xã hoặc doanh nghiệp nhỏ và vừa có ít nhất 20% các chủ thể ô cốp xây dựng được chuỗi giá trị theo hướng kinh tế tuần hoàn gắn với vùng nguyên liệu ổn định, trong đó ưu tiên các sản phẩm ô cốp đã được đánh giá và phân hạng. Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận góp ý vào dự thảo đề án ô cốp phát triển sản phẩm ô cốp tỉnh Sơn La giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030, trong đó tập trung vào quy mô tính thời vụ của các sản phẩm ô cốp đẩy mạnh quảng bá các sản phẩm ô cốp đến với người tiêu dùng đẩy mạnh đào tạo tập huấn đối với các đối tượng liên quan đến chương trình xây dựng phát triển sản phẩm ô cốp hỗ trợ kinh phí xây dựng sản phẩm ô cốp